Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thiết Bị Hưng Phát. Hôm nay xin mời các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về máy siết bu lông dùng pin Makita DTWK700. Về thiết kế, máy được thiết kế rất là đẹp, chắc chắn. Và anh em có thể thấy là nó rất là ngắn, khoảng cỡ 17cm. Máy được vỏ máy được giữ bởi mấy con vít ở bốn góc. Thì đến đầu bọc cao su, đầu bọc bảo vệ mũ bằng cao su. Tay cầm thiết kế bằng cao su mềm. Còn cảm giác rất là chắc chắn và thuận tiện khi mà thao tác, đồng thời giảm cái mệt mỏi hoặc cái tổn thương sau trong hoặc là sau cái quá trình sử dụng. Máy cũng được trang bị động cơ không thổi than và cái công nghệ XPT, tức là để ngăn cản cái bụi và nước xâm nhập vào trong máy. Máy thì có 4 tốc độ búa, tốc độ búa tối đa số 4. Kế đến là chế độ cứng là số 3. Đó. Chế độ trung bình là số 2 và chế độ điệu mềm là số 1. Khi mà chuyển sang chế độ vận pit đây. Đó. Ở cái chế độ số 1 này thì là máy sẽ tự động dừng ngay sau tiếng búa đầu tiên. Và lúc đó là lực siết nó vào khoảng 80 đến 100 Nm. Khi ở chế độ số 2 thì là máy sẽ dừng hoạt động sau 0,5 giây khi mà phát hiện tiếng búa đầu tiên. Lúc này thì lực vặn lên đến khoảng 100 đến 120 Nm. Số 3 là máy sẽ dừng hoạt động sau khoảng 1 giây sau khi phát hiện tiếng búa đầu tiên. Ở chế độ đảo chiều thì khi ở cái vị trí số 1 này là máy sẽ tự động dừng sau khi mà nó phát hiện được thì cái có búa gõ. Thế nên khi mà chuyển sang chế độ thứ 2 thì máy cũng sẽ tự động dừng sau 0,2 giây sau khi nó có tiếng búa. Đó. Khi chuyển sang chế độ thứ 3 thì máy sẽ tự động quay chậm với tốc độ khoảng 300 vòng trên phút sau khi nó dừng tác động. Tương tự như là dòng máy siết bu lông DTWK700 thì những cái tính năng trên con DTWK700 này nó cũng vậy. Đó, máy cũng dừng lại ngay sau tiếng búa đầu tiên. Chuyển sang chế độ thứ 2. Đó. Chế độ thứ 3. Đó. Khi mà chuyển sang chế độ tháo, anh em cùng xem. Đó. Máy dừng hoạt động ngay này. Nới lỏng con ốc. Chế độ thứ 2 cũng chỉ nới ra. Chế độ thứ 3 thì là máy sẽ quay với tốc độ khoảng 300 vòng phút sau khi mà tháo ốc. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn có cái thắc mắc gì về cái sản phẩm, xin vui lòng hãy liên hệ lại với chúng tôi tại 535 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số hotline của Hưng Phát, hoặc là các bạn có thể comment xuống phía dưới, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo của Hưng Phát. Rồi, xin cảm ơn.